Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 4 tháng 10, 2019. Hôm nay là mình sẽ đi dọn dẹp bờ ao và trồng một số cây để trang trí vườn. Trước khi dọn vườn thì mình sẽ bật mí với mọi người về những cây mà mình dự định trồng ở bờ ao nhà mình nha. Mấy hôm trước mà cái hôm mà mình đi vô nhà ba mẹ mình ấy, buổi sáng mình vô và chiều về là mình gieo mớ hạt giống này, giờ nó đã bắt đầu lên rồi. Đây là mấy cây rau cải cúc. Còn đây là mấy cây cà pháo. Cà pháo này thì nó lên chưa đều lắm, mới lên vài cây thôi, còn một số hạt thì chưa lên. Còn đây là cây dưa leo Nhật. Loại này là loại dưa leo chùm siêu trái á. Lên cực kỳ nhanh luôn, mình gieo mới có 3 ngày là nó đã mọc mầm rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển những cái cây đã mọc mầm rồi ra ngoài phơi nắng cho nó khỏe. Đây là cây rau cải xoăn. Còn đây là mấy cây hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc này là dùng để tạo màu thực phẩm màu xanh ra trời ấy, và cũng là để pha trà uống luôn. Đây thì tiếp tục là những cây rau cải bẹ xanh mỡ. Còn đây là cây đậu đũa màu đỏ. Cây này cũng lên rất là nhanh luôn, 3 ngày là mọc mầm rồi, giống như mấy cây dưa leo vậy. Mới có mấy ngày thôi mà nó đã cao và rễ nó ăn ra hết bịch luôn rồi. Còn đây là hạt giống dưa leo Nhật mà loại trái to và dài. Loại lúc nãy là dưa chuột chùm, còn đây là dưa chuột dài. Loại này ăn rất là giòn luôn. Những cây đã mọc mầm thì mình mang ra phơi nắng rồi. Còn đây là những cây chưa mọc mầm. Đây là cây tỏi tây. Còn đây là cây lá mè vừng Hàn Quốc. Nó gọi là tía tô xanh ấy, ăn nó cái mùi nó nhạt hơn là tía tô tím. Còn đây là dưa lê lam ngọc. Mình rất thích ăn dưa lê nên mình sẽ trồng dưa lê rất là nhiều. Còn đây là hạt giống kiwi, mình gieo có 2 bịch thôi, vẫn chưa mọc mầm. Còn đây là hạt giống ớt dài đậu đũa. Thì cũng có mọc mầm được mấy hạt rồi, nó mới nứt nứt nên chắc là mình quay không nhìn thấy được. Còn cái màu trắng trắng đó là cái mầm của hạt giống khổ qua trắng, khổ qua bạch tuyết màu trắng. Giờ mới bắt đầu mọc mầm. Bây giờ mình sẽ tưới nước cho nó. Bây giờ mình đang ở dưới sình, đang ở trong vườn và mình chuẩn bị đi lên nhà để mà đào một số cây xuống đây để trồng. Đây là cái nhà mình mới mua ấy, mới mua được 2-3 tháng. Nó sát với nhà của mình luôn, đất nó liền với nhà mình mà. Đây diện tích vườn của nó là khoảng 6 sào vừa mới mua. Trong đây có một cái cây lộc vừng to khổng lồ luôn. Mỗi lần mà cây này ra hoa là nhìn đỏ rực, nhìn cực kỳ đẹp luôn á. Bữa nay thì nó chưa ra hoa. Cây lộc vừng này to lắm.
Mình vô đây để mà khoe với mọi người cây lộc vừng to khổng lồ đó thôi. Bây giờ mình sẽ qua nhà mình để mà nhổ cây đi trồng. Hôm qua thì mình đã đào xuống một cây sung với mấy cây hoa hồng rồi. Sáng hôm nay thì mình tiếp tục lên đào. Đây là cây trùng ngây. Cây trùng ngây này lớn nhanh lắm. Mình mới trồng năm ngoái thôi mà giờ cái gốc nó đã to hơn cổ tay luôn rồi. Bữa trước nó lên cao quá mình không hái lá ăn được ấy, nên mình đã chặt nó đi. Giờ nó đã bắt đầu mọc mập lại. Hồi trước mình cũng trồng rau ở trên đây rất nhiều, nhưng mà trên đây nó không có nước tưới ấy, toàn là phải tưới nước máy hơi bất tiện. Nên bây giờ mình sẽ chuyển xuống sình trồng rau. Dù sao thì vườn mình cũng ở gần nhà, ở dưới sình thì nước nôi đầy đủ hơn và phong cảnh cũng đẹp hơn nữa. Nên bữa nay hai vợ chồng mình là chuyển hẳn xuống dưới sình ở luôn rồi. Với mình thì người đi đâu thì cây đi đó thôi. Mình xuống sình ở nên bây giờ mình sẽ đào cây xuống sình trồng cho nó đẹp. Đất ở đây nó rất là bằng phẳng nên cây rất dễ bị úng. Mùa nắng thì không sao chứ mùa mưa đến là nó bị úng hết. Nên cây mặc dù là nhìn thân nó to thôi nhưng mà rễ không phát triển được. Mọi người có thể thấy là mình nhổ cái cây này lên nó đâu có bao nhiêu rễ đâu. Cây này khá là to và nặng nên mình sẽ rũ bớt đất đi cho nó nhẹ. Mình mới vác xuống sình được chứ không thì vác mệt lắm. Đây là cây sâm đu đủ. Nghe nói là trái của nó mang về hầm ăn cũng ngon mà bổ. Lát nữa mình sẽ quay cho mọi người cây đu đủ rừng nữa. Hai cây nó khi mà nhìn thoáng qua rất là giống nhau luôn. Còn đây là cây chè khổng lồ. Lá của nó dùng để chăn nuôi, kêu là lá rất là nhiều đạm ấy, để chăn nuôi rất tốt. Đây, đây là cây đu đủ rừng này. Nhìn khá là giống với cây sâm đu đủ nhưng mà nó khác nhau á. Còn đây là cây chôm chôm kiểng. Hoa nó màu vàng và nhìn khá giống hoa quỳnh. Hoa quỳnh anh ấy, màu vàng vàng á. Trái của nó thì giống trái chôm chôm nhưng người ta gọi là chôm chôm kiểng. Nhưng mà nó bên trong trái toàn là hạt không à, không có thịt đâu. Không có ăn được. Mà mủ của nó cũng dính nữa. Chỉ trồng cho đẹp thôi. Còn đây là mấy cây cà chua thân gỗ. Thấy người ta bảo cà chua thân gỗ ăn rất là chua, khó ăn. Nhưng mà mình thì mình không có mang về ăn sống mà mình mang về chế biến nấu ăn ấy, đặc biệt là nấu canh chua cực kỳ ngon. Ví dụ như mình nấu canh chua là phải có thơm rồi có me rồi các thứ để mà tạo vị chua rồi vị thơm ấy. Thì nếu như dùng cà chua thân gỗ một mình nó mang hết những tác dụng đó luôn, nên chỉ cần cho cà chua thân gỗ để nấu canh chua là đầy đủ hương vị rồi. Bây giờ mình sẽ vác cái cục cây này đi xuống sình trồng. Thank you.
cây sung rồi mấy cây hoa hồng mà chiều hôm qua mình đào ấy, hôm nay mình sẽ trồng chung luôn. Bây giờ mình đi trồng cây hoa hồng trước. Mọi người thấy mấy cái cục đất không? Nó đất bốc ao lên ấy, nó toàn đất sét, nó đóng thành cục ấy. Đất này mình còn phải cải tạo rất là nhiều nữa mới trồng cây tốt được. Gốc này là hoa hồng dây. Mình phát cảnh nó đi nên giờ nó mới mọc mầm lên lại. Cây này rất là to luôn, bữa mình có quay trong nhà ba mẹ mình rồi ấy, rất là to luôn. Nó to thì nó mới ra hoa. Còn đây là gốc hoa hồng nhung, hoa hồng cổ màu hồng á. Mình cắt hết cành của nó mang đi dâm rồi, bữa nào nó lên thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Giờ mình đào luôn gốc luôn rồi. Cây này là cây gì mình không biết, thấy đẹp thì mình trồng thôi. Đây mình đã trồng được bấy nhiêu cây đây. Hai cái cây này là cây cũng thuộc dòng họ nhà mai ấy, màu hoa màu trắng rất là thơm luôn. Xong mấy cây nhỏ nhỏ rồi, giờ đi trồng hai cây to là cây sung và cây trùng ngây. À đúng rồi, mấy cây hoa hồng đó là mấy cây mà bữa trước mình quay cái video làm các món ăn từ hoa hồng ấy, chính là mấy cây đó ấy. Bây giờ mình cắt cành đi dâm và gốc mình vào về mình trồng ngay đó. Hai cây này rất là to nên mình sẽ phải đào lỗ to và sâu một chút. Cách trồng cây của mình là không có bón lót cái gì hết. Gieo hạt mình cũng không có cho phân gì vào luôn, để đất thôi. Bao giờ mà cây nó lên thì mình mới cho nó ăn phân, còn không lên thì thôi. Vậy là mình đã trồng xong cây sung và cây trùng ngây luôn rồi. Cây sung nó đang bắt đầu ra trái. Còn cây trùng ngây thì mới ra chồi thôi. Đây là mấy cái cây mà mình trồng trước đó này. Đây là cái cây bạc hà. Bạc hà với cây rau húng lụi nó không giống nhau đâu. Rau húng lụi thì quấn ăn sống được, chứ bạc hà mà ăn sống là ăn không nổi luôn á. Còn đây là mấy cây cà rốt, biết là đã ra vụ chưa nữa. Còn đây là cây ớt xiêm. Cây ớt xiêm hồi trước gặp mưa nó bị rụi đi ấy, bây giờ nó đã phát triển trở lại rồi. Cũng khá là nhiều trái rồi. Vì mình mới chuyển xuống vườn ấy nên mình chưa có trồng nhiều cây trong vườn nên nhìn nó còn rất là thưa thớt luôn. Nên mình đang chuẩn bị là trồng thêm một số loại cây rau củ quả nữa cho nó đẹp, chứ bây giờ thì chưa có cây gì hết do nước tưới có nhưng mà mình chưa có hệ thống tưới nên khá là bất tiện ấy. Mình chỉ trồng một vài cây mà nó chịu hạn tốt, đỡ phải tưới nước thôi. Bây giờ mình sẽ đi cắt cỏ bờ ao. Mình sẽ cắt thành
cắt cỏ xong rồi mình gom thành từng đống để cho nó phơi nắng cho nó héo bớt thì mình sẽ mang đi tụ gốc mấy cái cây mình trồng. Bởi vì mình đang nghiên cứu cái cách để mà áp dụng nông nghiệp tự nhiên cho mấy cái cây rau củ quả nhỏ nhỏ này này. Cà phê ấy, thì mình có thể nuôi cỏ dưới gốc được, chứ mấy cái cây rau mình nuôi cỏ dưới gốc là khỏi cần nhìn thấy cây rau luôn. Mình đang nghiên cứu cái phương pháp áp dụng nông nghiệp tự nhiên kiểu mới là mình dùng cỏ để tụ gốc. Mà bờ ao này dù sao thì cũng giữ bờ cho nó khỏi bị sạt lở ấy, thì vẫn phải trồng cỏ. Mà mình lại không có trồng cây sát bờ ao được nên mình tiện thể mình sẽ nuôi cỏ luôn, rồi lấy cỏ đấy để làm phân cho vườn. Đây là cái cách làm của mình thôi. Có thể là mọi người sẽ có những cách khác để mà áp dụng nông nghiệp tự nhiên cho mấy cây rau. Tại vì đất của chỗ mình đây là đất mà múc ao lên ấy, nó rất là xấu luôn, trồng cây nó khó lên lắm, nên mình phải cần cải tạo rất là nhiều nữa mới trồng cây được. Mình mới cắt có một xíu thôi mà đã được một đống cỏ to rồi này. Cỏ bờ ao rất là nhiều luôn. Vậy là đã hết cả buổi sáng ngày hôm nay rồi. Sáng giờ mình làm được có bấy nhiêu thôi. Giờ 10 giờ mình sẽ đi nấu ăn, chuẩn bị bữa trưa. Mấy cái cây lúc nãy mình mang ra phơi nắng nó cong trở lại rồi này. Mình xin dừng video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo nha.